chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín bốn chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. thưa quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV à, thưa quý vị hôm tối thứ tư vừa rồi à, tức là ngày 26 tây tháng 4 thì hội đồng thành phố Westminster lại có một buổi họp hội đồng và lại có những cái điều um, nó, nó, nó nó ồn ào lại xảy ra uh, liên quan đến việc là trong cái buổi họp hội đồng thành phố này thì ông David Dương uh, đã đến và trả lại cái bằng tưởng lục mà hội đồng thành phố đã trao tặng cho bên hội gọi là Va Ba một cái hội doanh nhân người Mỹ gốc Việt do ông làm chủ tịch vào hồi tháng 2 ông đến trong cái buổi họp này ông trả lại cái cái bằng tưởng lục đó à, thì quay lại một chút xíu nói về cái bằng tưởng lục này đó thì quý vị nhớ là hồi ngày hồi, gần cuối tháng 2 đó thì có một cái bữa tiệc Do gọi là Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ Gọi tắt là VABA Do ông David Dương này làm chủ tịch Thì họ có tổ chức một cái buổi tiệc Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp cùng tham gia Và cũng như là các nghị viên gốc Việt à, Các dân biểu gốc Việt Ở nhiều nơi cũng đến tham dự Và theo như ông nói là có gần 20, trên 20 dân biểu Trong đó có cả dân biểu Trí Tạ, rồi thị trưởng Thành phố Westminster Rồi phó thị trưởng Nam Quang À, rồi nhiều người nữa cùng với những cái nơi khác họ đều đến đây tham dự thì trong cái cái buổi tiệc này đó à, có hai cái tổ chức à, có nhiều tổ chức đứng ra để bảo trợ nhưng mà trong đó có hai cái doanh nghiệp bảo trợ mà bị những người Việt Nam cộng đồng Việt Nam ở đây phản đối đó là Việt Nam Airlines và vinfast <laughs> thì trong cái buổi mà à, 25 tháng 2 diễn ra cái này thì hội đồng thành phố Westminster có trao tặng cho cái hiệp hội này <laughs> xin lỗi một cái bằng từ lục thì đến à, hồi đầu tháng tư vừa rồi đó cũng trong một cái phiên họp của hội đồng thành phố Westminster đã xảy ra một cái cuộc biểu à, tình ở phía trước à, phiên họp hai bên cũng chống về vụ này rồi trong cái cuộc họp đó thì các nghị viên của hội đồng thành phố cũng tranh cãi với nhau à, trong đó có một bên á thì à, thị trưởng à, phó thị trưởng cùng với một nghị viên coi như là một một nhóm một bên kia đó thì hai người còn lại à, nói rằng là trong đó có nghị nghị viên Kimberly Hồ nói rằng là trong cái bằng tưởng lục đó có tên tôi ký nhưng mà tôi không có đồng ý cho nên đã đề nghị rằng là rút cái bằng tưởng lục đó lại nhưng mà sau đó trong cái phiên họp đó thì cuối cùng nói là không bàn cãi về vấn đề đó nữa. Tuy nhiên đến hôm thứ tư vừa rồi thì trong ở cái phiên họp này thì ông David Dương cùng với lại những người trong cái hội của ông đã đến và đề nghị trả lại cái bằng tưởng lục này. À, mặc dù ông cũng nói rất là khéo léo là <laughs> bởi vì ông biết là cái bằng đó nó gây ra tranh cãi cho nên á ông không có muốn nhận nó nữa để khi nào mà thành phố mà có một cái sự giống như là hòa hợp đoàn kết với nhau á thì lúc đó ông sẽ nhận lại và ông cũng giải thích thêm là trong cái đêm đó có hơn 40 doanh nghiệp đã tài trợ bảo trợ trong đó có bao gồm cả VinFast và Vietnam Airlines với tổng cái tiền mà tài trợ quảng cáo là 25.000 đô la và cái hội này đã dùng cái số tiền đó để tặng cho các trường dạy tiếng Việt ở trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thì một cái điều rất là bất ngờ là khi mà ông lên tiếng, ông trình bày ở trong cái buổi này là ông trình bày bằng tiếng Việt. Rồi xong rồi có một người nữa ở trong hội của ông thì lên dịch lại toàn bộ cái bài đó ra tiếng Anh. Là bởi vì mỗi người được có 2 phút thôi cho nên ông cái nhóm của ông chọn cái giải pháp rằng là ông sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt cho đủ 2 phút rồi người kia sẽ nói bằng tiếng Anh cho đủ 2 phút thì để hiểu hết. Thì khi mà à, họ à, thường ấy, trong cái buổi họp như vậy khi mà những người dân người ta lên phát biểu ai muốn lên phát biểu cũng được bác thấy ai cũng phát biểu được và những người trong hội đồng thành phố thường người ta không có bàn bạc, không có bình luận gì về cái chuyện đó trơn ai muốn nói gì nói. À, nhưng tuy nhiên khi mà cái nhóm này lên trả lại thì lại bắt đầu À, đầu tiên thì nghị viên Amy West đã lên tiếng rằng là nó là đại diện cho những người trong hội đồng thành phố à, xin lỗi ông họ lấy làm xấu hổ khi mà um, có những người không đồng ý ký tên như vậy để rồi ông phải trả lại. À, rồi xong rồi những người khác khi mà nói nói như vậy thì ông luật sư thành phố đó ông mới lên tiếng ông ngăn lại là giống như là không không có cái quyền để nói nói qua nói lại như vậy nữa, không quá ba người được nói nữa rồi lại cãi nhau những người nghị viên trong thành phố lại cãi nhau là ờ à, tại sao người người này được nói mà tôi lại không được nói vân vân thì mình sẽ nhìn thấy cái hình ảnh cái nhóm mà của ông David Dương đứng giống như là cũng hơi ngẩn ngơ cái coi mọi người quyết định sao thì cuối cùng ông thị trưởng nói rằng là ok chúng tôi đã không có bàn về vấn đề này nữa à, cho nên bây giờ nếu muốn trả đó thì tùy ông thôi thì thấy là kêu là trả thì ông để lên trên bàn đi xong rồi đi xuống thì từ ở đây nữa mình mới thấy rằng wow sao mà Ngọc Lan ngồi coi cái cái đoạn mà cái buổi họp này mình cũng không hiểu không hiểu được nó có những cái chuyện uh, nó cứ lùm xùm như vậy uh, để nhìn thấy uh, nó không cho mình được cái cảm giác rằng là có một cái gì đó nó thật là uh, chính chắn ở trong những cái cái phiên họp như vậy mà cứ toàn là cứ cãi nhau về những cái vấn đề liên quan đến uh, cứ cộng sản có cái đó là cái mà hình như là được bàn thảo nhiều nhất ở trong cái phiên họp cho tôi hỏi một câu này này, cái chuyện này nó chỉ xảy ra ừ. tại Westminster thôi hay là nhiều nơi ở nước Mỹ. Những nơi khác có hay không, thật sự mình không có biết. Chỉ riêng ở thành phố Westminster, tại vì cộng đồng Việt Nam ở đây nhiều. Và trong cái hội đồng thành phố đó, thì số lượng nghị viên Việt Nam, á, những người Việt Nam á, ở đây chiếm tới 4 người trong số 5 người, cho nên được người ta quan tâm nhiều hơn. Vâng. Ừ. Thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày rất dài đối với cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence bắt đầu từ 10 giờ sáng thì ngay một cái tòa ở Washington DC người ta thấy một cái đoàn xe chở phó tổng thống Mike Pence vào trong cái tòa đó và chỉ rời khỏi tòa vào lúc gần 5 giờ chiều, tức là 7 tiếng đồng hồ. Ông Mike Pence đã ra để mà uh, testify tức là khai uh, lời chứng đó uh, trước uh, ủy gọi là grand jury tức là đại bồi thẩm đoàn ở uh, Washington DC đây là một cái uh, cuộc điều tra do ông Tránh uh, Công Tố uh, Chuck Smith mà được Bộ Tư Pháp bổ nhiệm để điều tra về cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Thì có một cái chi tiết này là khi cái chuyện mà uh, Đại Bộ Thẩm đoàn và ông Tránh Công Tố gửi giấy để mà mời cựu Phó Tổng thống ra testify đó thì ông Trump là người đã nhờ luật sư chống lại cái quyết định đoạn và được đưa ra trước một vị uh, tranh án liên bang, một vị thẩm phán liên bang. thì vị thẩm phán đã bảo rằng họ không ngăn cản và họ bác bỏ cái yêu cầu của ông um, Donald Trump. thì ông Trump lại muốn kiện lên tòa trên nữa. nhưng mà cái vấn đề đó là ngay sau khi mà vị thẩm phán liên bang đã nói rằng ông Mike Pence uh, sẽ ra để mà tranh cử, uh, xin lỗi quý vị để ra để mà testify đó. thì cái vấn đề là ông Mike Pence nói rằng ông không phản đối lại quyết định của tòa án tức là ông sẽ ra testify và ngày hôm qua ông đã ra rồi và ông đã lập ra một cái kỷ lục trong lịch sử của hiệp trung quốc hoa kỳ đây là lần đầu tiên một vị phó tổng thống hoặc là cựu phó tổng thống ra trước một ủy ban của đại bộ thẩm đoàn để trả lời những câu hỏi của đại bộ thẩm đoàn đó thì nguyên tắc hoạt động của Đại Bồi Thẩm Đoàn ấy, là họ sẽ hoàn toàn giữ bí mật trong đó có những ai và trong đó hỏi cái gì thì ở bên ngoài không được biết cho tới khi Đại Bồi Thẩm Đoàn bỏ phiếu quyết định rằng cái trường hợp điều tra này đã được dismiss tức là được bỏ qua không không đặt thành vấn đề nữa hay là cần phải truy tố thì sau khi Đại Bồi Thẩm Đoàn quyết định rồi đó thì lúc đó tòa án mới bước chân vô và bảo rằng nếu đây là một trường hợp cần phải truy tố thì chúng tôi sẽ mời cái ông mà bị truy tố ra đây. Rồi sau đó sẽ đi tới cái thủ tục đưa ra trước một cái phiên tòa mà có có bồi thẩm đoàn chứ không không phải là đại bồi thẩm đoàn nữa. Như trường hợp hôm vừa rồi khi mà ông Donald Trump tới New York để mà ra trước đại bồi thẩm đoàn của New York liên quan đến cái vụ mà trả 130.000 mục đích bịt miệng cái cô đào đóng phim khiêu dâm là cô uh, Stormy Daniel đó thì đó là quyết định của một đài bộ thẩm đoàn xong rồi ông Trump phải lăn tay và tháng 12 này ông Trump sẽ ra phải ra trước một cái phiên tòa trong đó có tránh án có luật sư có công tố viên có bồi thẩm đoàn để họ quyết định rằng guilty or not guilty. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.